Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với câu chuyện thú vị. Thưa quý vị và các bạn, Putin là nhà lãnh đạo Nga giành được sự ủng hộ lớn nhất của người dân kể từ sau sự tan rã của Liên Xô. Putin được những người ủng hộ ông khen ngợi vì đã phục hồi sức mạnh của nước Nga sau những năm cầm quyền hỗn loạn của Boris Yeltsin. Trong 8 năm cầm quyền, nền kinh tế đã ra khỏi cơn khủng hoảng với GDP tăng gấp 6 lần, 72% PVP. Ông cũng phản bác nhiều vụ tuyên truyền chống nước Nga và loại bỏ những đầu sỏ tài phiệt từ lũng đoạn chính trường Nga trong thập niên 1990. Trong khi đó, những người phản đối Putin mô tả ông là một nhà độc tài, lạm quyền lực. Một số nhà hoạt động, các tổ chức nhân quyền và một số nhà bình luận phương Tây đã bày tỏ lo ngại về tình trạng dân chủ, tự do báo chí và nhân quyền tại Nga. Họ cáo buộc Putin vi phạm nhân quyền, đàn áp các cuộc phản đối dân sự, cũng như ra lệnh ám sát các đối thủ chính trị của ông. Putin đã bác bỏ các cáo buộc trên. Ông cũng cho rằng các nước phương Tây tỏ ra đạo đức giả, trong khi họ luôn thuyết giảng nước Nga về dân chủ, nhân quyền nhưng lại liên tục bất chấp luật pháp quốc tế và đem quân đi xâm lược các nước khác. Các quan chức của chính phủ Hoa Kỳ buộc tội đưa ra một chương trình can thiệp chống lại Hillary Clinton và ủng hộ Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, điều mà Putin đã thường xuyên phủ nhận. Năm 2007, Putin được tạp chí Time chọn làm nhân vật của năm. Năm 2015, Putin đứng đầu trong danh sách 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Cũng của tạp chí này, tạp chí Forbes đã bầu chọn Putin là người quyền lực nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp kể từ năm 2013 đến năm 2016, với bình luận rằng Putin vẫn tiếp tục chứng tỏ ông là một trong số ít những người đàn ông trên toàn cầu đủ quyền lực để làm những điều mà ông muốn làm mà không gặp trở ngại gì. Ông không bị ràng buộc bởi dư luận thế giới trong việc theo đuổi những mục đích riêng. Putin có tên đầy đủ là Vladimirovich Putin. Vladimir Vladimirovich Putin. Ông sinh ngày 7 tháng 10 năm 1952 tại Leningrad. Mẹ ông là công nhân trong nhà máy và cha ông làm việc trong lực lượng hải quân tại hạm đội tàu ngầm thập niên 1930. Cha ông sau này chuyển sang lực lượng bộ binh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Hai người anh của ông ra đời giữa thập niên 1930. Một người chết vài tháng sau khi sinh, người thứ hai chết vì bệnh bạch hầu trong thời gian phong tỏa Leningrad. Putin tốt nghiệp Ban Quốc tế Khoa luật Đại học Quốc gia Petersburg năm 1975 và được tuyển dụng vào KGB. KGB là Ủy ban An ninh Quốc gia, viết tắt KGB còn được gọi là Ủy ban An ninh Nhà nước, là lực lượng cảnh sát mật chính và là cơ quan an ninh của Liên Xô từ năm 1954 tới khi Liên Xô tan rã năm 1991. Tiền thân Cheka, Bộ Dân ủy An ninh Quốc gia Liên Xô, NKGB, Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô, NKVD và Bộ An ninh Quốc gia Liên Xô, MGB, trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô. KGB là một ủy ban liên bang Cộng hòa, tức tại các nước Cộng hòa liên bang, các ủy ban an ninh nhà nước tương tự cũng được thiết lập, trừ Nga Xô, thực hiện các chức năng an ninh nội bộ, tình báo và cảnh sát mật. Tiếp tục nói về Putin, từ năm 1985 đến năm 1990, KGB tuyển dụng Putin sang làm việc tại Dresden, Đông Đức, ở các vị trí mà ông cho là hạng thấp. Sau khi chế độ Đông Đức sụp đổ, Putin được gọi về Liên bang Xô Viết và quay trở lại Leningrad, nơi vào tháng 6 năm 1990, ông được trao một chức vụ tại Ban Quan hệ Quốc tế của Đại học Quốc gia Leningrad, trực tiếp dưới quyền hiệu phó tháng 6 năm 1991. Ông được chỉ định làm lãnh đạo Ủy ban Quốc tế trong văn phòng thị trưởng Petersburg với trách nhiệm tăng cường quan hệ quốc tế và đầu tư nước ngoài. Putin đã chính thức thôi chức vụ bên trong ngành an ninh quốc gia ngày 20 tháng 8 năm 1991, khi KGB ủng hộ cuộc đảo chính sớm thất bại chống lại Tổng thống Liên Xô Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Năm 1994, ông trở thành phó chủ tịch thứ nhất thành phố Petersburg, vị trí ông giữ cho tới tận khi được gọi tới Moscow tháng 8 năm 1996 để nhận nhiều chức vụ cao cấp bên trong bộ máy chính quyền thứ hai của Boris Nikolaevich Yeltsin. Ông là lãnh đạo dân sự của Tổng cục An ninh Liên bang Nga, FSB, cơ quan kế tục KGB, từ tháng 7 năm 1998 đến tháng 8 năm 1999, và giữ chức vụ thư ký Ủy ban An ninh từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1999. Trong thập niên 1990, Putin được nhận bằng phó tiến sĩ kinh tế học tại Học viện Mỏ,
ở Petersburg. Bài luận văn của ông mang chủ đề hoạch định chiến lược các nguồn tài nguyên trong vùng, bối cảnh thành lập các mối quan hệ thị trường. Putin được Tổng thống Yeltsin chỉ định làm chủ tịch chính phủ Liên bang Nga vào tháng 8 năm 1999, khiến ông trở thành người thủ tướng thứ 5 của nước Nga trong khoảng thời gian chưa đầy 18 tháng. Khi được chỉ định, rất ít người tin rằng Putin, một khuôn mặt rõ ràng ít tiếng tăm, có thể giữ ghế lâu hơn so với những người tiền nhiệm. Ngày 31 tháng 12 năm 1999, Yeltsin bất ngờ từ chức và theo hiến pháp, Putin được chỉ định làm tổng thống tạm quyền, trở thành vị tổng thống thứ hai của nhà nước Liên bang Nga. Cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức ngày 26 tháng 3 năm 2000, trong đó Putin đã thắng cử ngay vòng đầu tiên. Ngày 14 tháng 3 năm 2004, Putin thắng cử nhiệm kỳ 2 với 71% số phiếu bầu. Một lần nữa, các kênh truyền hình lại thực hiện một chiến dịch tuyên truyền một phía ủng hộ Putin. Đa số chúng đều là các kênh do nhà nước sở hữu hay kiểm soát. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử là việc kiểm phiếu đều được các phái đoàn văn phòng và các thể chế dân chủ nhân quyền thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tuyên bố là tự do và công bằng. Nước Nga đã phát triển bùng nổ trong hai nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Putin từ năm 2000 đến năm 2008 nhờ giá dầu và giá các mặt hàng xuất khẩu của nước này tăng cao trong giai đoạn này. Tăng trưởng trung bình hàng năm của Nga trong giai đoạn này lên tới mức 7%. Và Putin cam kết sẽ nhanh chóng đưa nền kinh tế Nga trở lại các mức tăng trưởng cao này sau khi Nga bị suy giảm tới 7,9% trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008-2009. Putin đã giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2018 với hơn 76% phiếu bầu. Đảng Cộng sản Liên bang Nga cáo buộc cuộc bầu cử đã có sự sắp đặt từ trước để Putin giành thắng lợi. Hàng trăm người ủng hộ Đảng Cộng sản Nga xuống đường biểu tình phản đối Putin sau khi nhận được kết quả của cuộc bầu cử. Họ cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống Nga chỉ là trò gian lận. Nhiệm kỳ thứ tư của Putin bắt đầu vào tháng 5 năm 2018. Theo một cuộc thăm dò ý kiến ở Nga vào năm 2018, số người dân Nga đặt niềm tin đối với Putin đã tụt xuống mức thấp nhất kể từ năm 2006, sụt giảm 33,4% trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trì trệ. Thu nhập của người dân giảm sút và quyết định tăng tuổi nghỉ hưu của chính phủ vấp phải sự phản đối rộng rãi. Một cuộc khảo sát khác của các nhà thăm dò độc lập có trụ sở tại Moscow, trung tâm Levada vào tháng 12 năm 2018 cho thấy 63% người dân ủng hộ chính sách của Putin tụt giảm so với mức 89% vào tháng 6 năm 2015. Năm 2018, kinh tế của Nga đạt mức tăng trưởng 2,3%, vượt hơn dự báo 1,6% của Ngân hàng Thế giới WB. Ngân hàng Thế giới cũng dự báo tăng trưởng cho năm 2019 là 1,4%. Năm 2020 và 2021 ở mức 1,8%, nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với các nguy cơ cả từ trong và ngoài nước, gồm các lệnh trừng phạt mở rộng, sự xáo trộn tài chính và giá dầu giảm mạnh. Theo WB, việc triển khai thành công và hiệu quả các sáng kiến đầu tư cơ sở hạ tầng của chính phủ cũng góp phần tăng trưởng đầu tư. Nếu các dự án quốc gia của Nga được triển khai hiệu quả thì chúng sẽ giúp tăng tốc độ phát triển kinh tế của quốc gia này. Nhưng chỉ sau năm 2021, hiện nay Nga có quy mô nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới với 145,8 triệu dân. GDP danh nghĩa theo thống kê của IMF đạt 1,464 nghìn tỷ USD, xếp hạng 11 thế giới sau Mỹ, Trung, Nhật, Đức, Anh, Ấn, Pháp, Ý, Canada và Hàn. GDP theo sức mua PPP đạt 4,021 nghìn tỷ USD, đứng thứ 6 thế giới sau Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật và Đức. Cũng theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thu nhập bình quân đầu người của Nga ước tính danh nghĩa năm 2020 là 9.972 đô trên người, còn tính theo sức mua tương đương là 27.394 đô trên người, lần lượt xếp hạng thứ 61 và 50 trên thế giới. Nga có ngân sách quốc phòng lớn thứ 11 thế giới trong năm 2021. Đây là một trong những nhà nước sở hữu vũ khí hạt nhân được công nhận và đồng thời sở hữu kho vũ khí hạt nhân hủy diệt hàng loạt lớn nhất thế giới. Nga là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một thành viên của G8 nhưng đã bị khai trừ năm 2014. G20, APEC, SCO, EORASEC và là nhà lãnh đạo của cộng đồng các quốc gia độc lập. Nga cũng như tiền thân Liên Xô có truyền thống lâu đời nhiều lĩnh vực khoa học, văn hóa, nghệ thuật,
bao gồm những thành tựu quan trọng đầu tiên về công nghệ hạt nhân, vũ trụ không gian. Nga cũng là một cường quốc về mặt quân sự, có tiếng nói đối trọng với NATO, khối các nước đồng minh không thuộc NATO của Hoa Kỳ nói chung cũng như quân đội Hoa Kỳ nói riêng. Mặc dù vậy, xã hội Nga hiện nay cũng đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề thách thức như phát triển chưa tương xứng với vị thế và tiềm năng, không còn duy trì được sức phát triển cùng vị thế siêu cường thế giới như thời Liên Xô. Nước Nga hiện đại, dù cho là một cường quốc cũng như siêu cường tiềm năng, tuy nhiên vẫn là một nước đang phát triển. Tỷ lệ tội phạm cao, tỷ lệ tự sát cao, chủ nghĩa khủng bố, xung đột sắc tộc, sụt giảm dân số do chênh lệch giới tính cùng tỷ lệ sinh giảm, tình trạng nghiện rượu của nam giới, nạn tham nhũng trong lãnh đạo, cũng như tác động của khủng hoảng tài chính năm 2014 và các lệnh trừng phạt, cấm vận, cô lập kinh tế, ngoại giao từ phía Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Rất mong nhận được phản hồi, trao đổi ý kiến đóng góp từ quý vị và các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những bản tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.